trồng chuối lại có thể có công dụng chữa bách bệnh. Phải làm ngay và luôn mới nóng hổi. Nhưng phải tìm người phụ mình mới được. Nấm mèo ơi, giúp mình chuyện này với. Bạn có chuyện gì mà cần mình giúp vậy? Giúp mình trồng chuối đi. Mình béo quá, mỡ rụt rịch nè, không tự làm được. Trồng chuối là sao? Đây nè, sách có hướng dẫn hết á. À, hiểu rồi. Giờ mình lại gốc cây rồi bắt đầu làm. Giỏi lắm, cuối cùng mày cũng làm được rồi nấm mỡ. Chà, nấm mỡ giỏi ghê ta. Biết trồng chuối luôn hả? Ý, nhưng mà trồng chuối lâu á, coi chừng nha. Coi chừng giống anh á, rụng hết tóc luôn á. Anh nói chơi thôi, chứ tại trời nóng quá, cho nên là anh làm bộ đen mới, cắt sát thì sát luôn, để mình vừa mát nè, không có bị nấm tóc nữa. Ôi, nấm mèo, bạn thả dân mình ra đi. Mình sắp chảy máu mũi rồi. Muốn ơi, trong người khó chịu quá. Em có bị sao không? Sao anh thấy cái này giống như là triệu chứng mà bị cao huyết áp á? Dạ đúng rồi ạ, em có tiền sử bị cao huyết áp. Phải rồi, tư thế trồng chuối chống chỉ định với người cao huyết áp. Rồi, tại sao em không chịu đọc kỹ hướng dẫn sử dụng? Em thấy nguy hiểm chưa nắm mỡ? Em đâu biết đâu, em cứ tưởng trồng chuối chữa được bách bệnh thì sẽ giải quyết được bệnh béo phì và bệnh cao huyết áp của em chứ. Thôi bây giờ như vậy, anh với nấm mỡ qua bên nhà doctor khỏe, nhờ doctor khỏe tư vấn về cái bệnh cao huyết áp này nha. Dạ, em đồng ý. Doctor khỏe ơi, có cách nào giúp cho em nấm mỡ cải thiện được chứng cao huyết áp không? Chứ thấy em mấy cứ thử nghiệm cái tư thế trồng chuối đó, ảnh hưởng tới sức khỏe nguy hiểm quá. Quỳnh Đông yên tâm, để doctor khỏe nói bạn nhỏ này giúp đỡ nha. Rau cần nước ơi, ra đây nào con. Dạ, Rau cần nước xin chào doctor khỏe, anh Quỳnh Đông và bạn nấm mỡ. Doctor khỏe ơi, doctor khỏe có thể giải thích cho Quỳnh Đông cũng như quý vị khán giả biết á, là tại sao rau cần nước lại có tác dụng là chữa được chứng cao huyết áp không? Rau cần nước hay còn gọi là rau cần ta, tính mát, vị ngọt, hơi cay. Về thành phần hóa học, rau cần nước có chứa tinh dầu, axit hữu cơ, carotin, vitamin B, vitamin C, đạm, đường, canxi, phốt pho, sắt. Do vậy, dùng em thường xuyên sẽ giúp ổn định huyết áp ạ. Wow, không ngờ là rau cần nước lại sở hữu nhiều thành phần thực phẩm tới như vậy. À, doctor khỏe ơi, vậy thì mình sẽ sử dụng rau cần nước như thế nào để có tác dụng trị được chứng cao huyết áp vậy doctor khỏe? Có dễ không? Rất đơn giản nha Quỳnh Đông. Cách đầu tiên, chúng ta chuẩn bị 500g rau cần rửa sạch, tiếp đó luộc chín, lấy xác ăn trong bữa cơm. Phần nước có thể thêm chút đường mía để có thể dễ uống và dùng thay trà. Cách thứ hai của chúng ta là dùng 250g rau cần nước rửa sạch và ép lấy nước uống hàng ngày. Nhưng mà khi sử dụng rau cần nước á, thì chúng ta có cần phải lưu ý điều gì không doctor khỏe? Những người bị bệnh dậy nến, huyết áp thấp và nhiễm dung sáng không nên dùng nhiều rau cần nước nha. Da em sinh trưởng ở ruộng và bờ ao hồ nên dễ nhiễm dung sáng. Mọi người khi dùng em nhớ rửa thật sạch và trần qua nước sôi ạ. Nấm mỡ, em nhớ nha. Phải ghi lại hết những chia sẻ của doctor khỏe và hướng dẫn của rau cần nước để chữa được chứng cao huyết áp của mình. Nhớ chưa? Dạ, tuân lệnh anh Quỳnh Đông. Và thời lượng đến đây thì cũng đã hết rồi. Quỳnh Đông, doctor khỏe và các bạn nhỏ trong khu vườn xin chào tạm biệt quý vị khán giả và hẹn gặp lại ở chương trình lần sau nha. Tạm biệt. Hẹn gặp lại nha.